Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tả, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 311: Giỏi việc. Chúng ta hai vài ngày sẽ qua đó ở. Tạ Chi Phi nói dối không cần viết nháp. Thứ nhất, trên hợp đồng thuê nhà kia là dấu tay ta ấn, thứ hai là vì chuyện tĩnh Trần, thuận tiện cho chúng ta thương lượng, thứ ba trong phủ loạn quá, ta cũng muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tránh nam nữ khác biệt. Yến Tam hợp trực tiếp từ chối. Ta thấy Tam gia vẫn nên tìm chỗ khác ở thì hơn. Nàng vội vã dọn ra ngoài, ngoại trừ vụ án của đường kỳ lệnh, còn có một bí mật không thể nói được, là vì muốn cách nam tử trước mặt này ra xa một chút. Để lại cho bọn họ một tòa viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, còn cách xa cái giám. Tả chi phi dám đưa ra yêu cầu, thì tất nhiên đã nghĩ đến hậu chiêu, hắn ung dung bưng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, để nước trà làm cho thanh giọng, nói tiếp. Có mấy nhóm người đều muốn thuê tòa nhà kia, ta phải nói rất nhiều mới chịu. Từng cái bàn cái ghế trong nhà, đều do ta mời các huynh đệ trong binh mã ti đến quét dọn. Chu Thanh tối hôm qua vừa từ bãi Tha Ma trở về, đã bị phái đi hỏi thăm hai người chư, đường. Hắn thậm chí còn chưa kịp uống nước. Hắn vừa đi, trong phòng ta chẳng có ai hầu hạ, tối hôm qua ta chưa thay y phục đã đi ngủ rồi. Việc này ta là mạo hiểm. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Yến Tam hợp nhìn khuôn mặt tuổi thân của người này, sâu sắc cảm nhận được câu nói ở chung một mái nhà, không thể không cúi đầu. Cô khẽ cắn môi, nặn ra một chữ qua kẽ răng. "Được." Tả Chi Phi thầm đắc ý mỉm cười, sự tuổi thân trên mặt lại không hề tan. "Thang Viên đi theo các ngươi, nàng là người cẩn thận thành thật, để nàng hầu hạ ngươi, ta yên tâm. Hạ nhân còn lại, ta sẽ kêu Tà Tổng quản mua bên ngoài." hai người gác cổng, hai người dọn dẹp, hai phòng bếp, lại thêm bốn nha hoàn. Xe ngựa phải chuẩn bị một chiếc, vậy còn phải có thêm một người lái xe. Này, 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 vị gia này, cho hỏi nhà ta ta hay nhà ngươi thế? Yến Tam Hợp đang muốn vỗ bàn đứng lên thì đã nghe hắn nói một câu. Ngươi phải sống thoải mái thì mới có tâm tư mà hóa niệm giải ma, giải xong tâm ma của tĩnh trần, Ngươi còn phải bận rộn chuyện trịnh gia, chuyện gì cũng đang chờ ngươi đó. Tạ Chi phi thở dài một tiếng, hạ giọng nói: Ngươi làm việc lớn, việc nhỏ cứ giao cho ta. Ta là người giỏi việc, ngươi cứ yên tâm đi. Yến Tam hợp giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàng đế phải đề phòng quyền thần. Đó là bởi vì quyền thần giỏi quá thì mình sẽ bị mất quyền lực. Cách Tam gia làm việc hoàn toàn tương phản với cái dáng ngồi lười biếng của hắn thậm chí có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, Yến Tam Hợp đã lặng lẽ chuyển vào nhà mới. Nói lặng lẽ không một tiếng động là vì Yến Tam Hợp không chào hỏi bất cứ ai. Nàng không phải người khéo léo, cũng không ứng phó được tình cảnh khóc sức mướt, chỉ dùng thể xấu kim mới tập để lại cho tạ đạo chi một câu. Trang khi tỏ khi tàn, hoa nở rồi sẽ rụng, giống cuộc đời khổ nhất là biệt ly. Tả đạo chi nhìn nét chữ này, ngã ngồi xuống ghế thái sư âm thầm thở dài cha gần thối xa thơm người để cho nàng đi đi tạ chi phi bắt chéo chân hơn nữa cũng không xa lắm còn sắp xếp ở biệt viện của minh đình nhớ nàng thì chỉ cần nhấc bước qua là được tạ đạo chi nhìn thằng con nhỏ môi giật giật cuối cùng vẫn không nói nên lời mô thị ngô xuẩn bị hạ nhân châm ngòi khiến từ trên xuống dưới tạ phủ không được bình yên còn kéo cả nha đầu kia vào nhà đầu kia sau khi biết chân tướng thì không trách tội ai, chỉ tránh xa chuyện này. Nói tới nói lui, vẫn là tạ ra khiến nàng tuổi thân, mình còn có thể diện gì mà giữ người lại nữa. Mất hết mặt mũi rồi. Phụ thân, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải yến tam hợp, mà là đỗ ra. Tạ Nhi lập cười gần một tiếng. Nếu tâm ma ở Am Thủy Nguyệt chưa hóa giải, Yến cô nương tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành, vẫn còn thời gian để suy ngẫm. Còn đỗ ra làm việc quá đáng, mong phụ thân hãy làm gì đó đi. Tất nhiên là phải xử lý, nhưng có chuyện cần suy nghĩ. Sau lưng Đỗ Kiến Học là Hán Vương, vừa không thể chờ mặt, lại phải nghĩ cách làm sao chỉ thắng trong một kích, việc này hắn phải đắn đo cho kỹ. Tả đạo chi vươn ngón tay gõ gõ trên bàn. Lão Tam nói đúng, Lý Chính ra phải chết. Dứt lời, tầm mắt hai huynh đệ khẽ chạm nhau, trái tim treo ngược lúc này mới coi như rơi xuống. Cái chết của Lý Chính Gia. Ngoại trừ cảnh cáo đỗ phủ, thực ra còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là bảo vệ mẫu thân. Bảo vệ mẫu thân, cũng có nghĩa là dù bà có cố ý hay vô tình thì phụ thân cũng sẽ không điều tra tiếp nữa. Đây không riêng gì là chuyện việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Quan trọng hơn là không để đỗ ra đắc ý, không để cho nhị phòng chê cười. Tạ Nhi Lập nói, Lão Tam, đệ phụ trách trong trường Yến Cô Nương, dỗ dành lão phu nhân, chuyện còn lại đệ khỏi quan tâm cứ giao cho ta. Lão Tam khoanh tay, miệng phun ra hai chữ. Bạc, ngươi, tòa nhà đó là đệ mặt dày hỏi mua minh đình, tốn tận ba ngàn lượng. Tam ra hạ mày kiếm xuống. Phía bên Yến cô nương, đệ cũng chẳng thể nói toạc ra, còn phải giả bộ là thuê ở bên ngoài, một tháng chỉ thu nàng 90 lượng tiền thuê, còn lại phải bù vào bao nhiêu. Không nên thu 90 lượng đó. Tả đạo chi nhìn tạ tổng quản cúi đầu đứng ở cảnh cửa. Cứ nói ta nói, bảo phòng kế toán chi bốn ngàn lượng bạc cho lão tam vâng thưa lão ra lúc tạ tổng quản xoay người chợt liếc mắt nhìn tam ra thằng nhãi con này đâu chỉ biết nghiêm mặt nói dứt khoát đến làm việc cũng rất dứt khoát chiều để cô nương ra khỏi phủ này rõ ràng là rút củi dưới đáy nồi cây củi này khiến cho mưu đồ cưới yến cô nương về của nhị phòng hoàn toàn thất bại rút củi dưới đáy nồi sao tả chi phi cũng không nghĩ tới từ này hắn bảo yến tam hợp dọn ra ngoài nhanh như vậy chỉ có một mục đích đó là bảo vệ nàng Tả đạo chi lên tiếng phía bên sổ sách nào dám trì hoãn chỉ trong thời gian một chén trà thì bốn ngàn lượng bạc đã rơi vào trong túi tạ chi phi chuyện làm thỏa đáng tiền tới tay mông tạ chi phi đã ngồi không yên muốn đi theo đến biệt viện nhìn thử đáng tiếc mông vừa muốn nâng lên đã bị lão cha nhà mình gọi lại lão tam chuyện nghiêm như hiền con thấy sao thấy gì một lão thái giám thì liên quan quái gì đến con tiểu xúc sinh tả đạo chi ở thầm mắng một câu ánh mắt nhìn qua con cả lão đại con nói xem tả nhi lập biết rõ phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi lời này bèn hỏi ngược lại phụ thân cảm thấy có chỗ nào không đúng tả đạo chi gật gật đầu mấy ngày nay hoàng thượng cứ lên chiều là vung tay áo rời đi liên tục thường ngày xuống chiều đều chịu chúng ta nghị sự cho dù không có gia quốc đại sự thì quân thần cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Gần đây hoàng thượng không chỉ không chịu tập bọn họ, đến cả lúc lên thượng triều cũng không tập trung. Tả đạo chi ngẫm lại gần đây triều đình xảy ra chuyện lớn, cảm thấy hắn là chuyện của nghiêm như hiền khiến cho bệ hạ không yên tâm. Tả chi phi nghe đến đó, thì có lời muốn nói. Mấy ngày trước, ban đêm còn có bị gọi ra ngoài một chuyến, nghiêm hỉ cầu xin cho nghiêm như hiền, chọc thái tôn giận dữ, đập hết đồ đạc tả đạo chi vừa nghe lời này, thì chợt đổ mồ hôi lạnh. Chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường chuyện ngôn tình sâu bít sùng hay cưới trước yêu sau ngôn tình tổng tài thanh xuân vườn trường. Chú rể của tôi bỏ trốn rồi đường giữa toàn năng cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc. Chân quý tử vong khai đoan tinh thần bia kiều kiều sư nương linh chu trong văn niên đại nuôi nhân vật phản diệt cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp 3 thế thúc không theo ý người giai nhân và luật sư. chương 312 Kiến Khê vì sao trên trán tạ đạo chi lại chảy mồ hôi đó là bởi vì nghiêm hỉ là được nghiêm như hiền dạy dỗ mỗi lời nói cử chỉ đều rất có chừng mực nếu không thì không thể nào hầu hạ ở bên cạnh thái tôn được đến hắn cũng mặc kệ mà cầu xin cho nghiêm như hiền chẳng lẽ nghiêm như hiền thật sự oan uổng ư tạ đạo chi cảm thấy không yên lòng lão tam cẩm y vệ và tam bộ liên tra đã điều ta được gì tam gia thầm nghĩ ta nào biết Cha bảo con ở nhà nghỉ ngơi, gần đây con không có hỏi thăm chuyện này. Ừ, tên nhóc ngươi bận rộn đi dạo câu lan mà. Tả Nhi lập trường mắt nhìn lão ta một cái, lại hỏi. Phụ thân, lục đại nhân đã lên chiều chưa? Vào chiều thì đã không sao rồi. Nói là nhiễm phong hàn nặng, bệnh không thể dậy nổi. Tả đạo chi lắc đầu. Hai ngày trước gặp bùi thúc của ngươi, cao mày tố khổ với ta, nói thái y viện đã phái ra năm vị cao thủ đến rồi, nhưng vẫn không chữa khỏi bệnh cho lục đại nhân, cứ tiếp tục như vậy, thì bọn họ phải cuốn gói rời đi hết thôi. Có thể không cuốn gói rời đi sao? Bệnh của lục đại nhân không chữa khỏi, thì không thể vào chiều. Không vào chiều, thì hoàng đế không thể ép hắn đưa ra chứng cứ nghiêm như hiền dâm loạn hậu cung. Chứng cứ không đưa ra được, người người trong thành tứ cửu đều nguy, ngay cả hán vương giã tâm bừng bừng cũng chỉ có thể vội vàng vàng trở về đất phong tránh né. Tả chi phi cảm thán cha, một mình lục đại nhân khuấy toàn bộ thành tứ cửu long trời lở đất, hắn giỏi ghê đó. Tả đạo chi lườm con trai một cái. Con cũng không nhìn xem sư phụ hắn là ai, sư phụ hắn là người phương nào. Chột ánh sáng trong mắt tạ đạo chi lóe lên, xua tay ghét bỏ. Được rồi, cút đi, việc này không liên quan gì tới con. Tạ chi phi chỉ ước được cút đi, nhảy dựng lên, không nói hai lời đã phủi mông rời đi. Yến Tam Hợp hôm nay vừa đến nhà mới, Hắn phải qua chúc mừng, chẳng qua trước khi chúc mừng, còn phải dỗ lão tổ tông nhà hắn đã. Cho nên vừa khỏi thư phòng, Tạ Chi Phi đã đi thẳng tới Từ Ân đường, vừa đi được nửa đường thì Chu Thanh vội vàng đuổi theo. Đã nghe ngóng được hai người chia. Tim Tạ Chi Phi đập nhanh hơn. 19 tháng 7, Tạ phủ xảy ra hai chuyện. Chuyện đầu tiên xảy ra vào ban ngày, yến cô nương ở tính tư cư rời phủ. Chuyện thứ hai xảy ra vào ban đêm không biết vì nguyên nhân gì mà người hầu lý chính ra nhảy xuống sông bỏ mình, nghe nói lúc vớt lên, thân thể đã cứng đờ rồi. Phu nhân nhìn thấy thì lập tức hôn mê bất tỉnh, khiến đám hạ nhân kẻ thì lay người, kẻ đi kêu thái y. Chuyện kỳ quặc là bùi thái y luôn luôn giao hảo với tạ gia lại không tới, tạ tổng quản chỉ ra bên ngoài mời lang chung đến xem bệnh cho phu nhân. Khiến phu nhân đang bệnh sắp chết phải tức giận ngồi dậy, chỉ vào mũi tạ tổng quản mắng. Mới mắng vài câu, lão phu nhân đã chống quải trượng tới. Tả tổng quản đỡ lão phu nhân vào, xô hạ nhân lui ra rồi đóng cửa phòng lại. Không ai biết mẹ chồng nàng dâu họ đóng cửa lại nói những gì, chỉ biết là lão phu nhân vừa đi, phu nhân một mình ở trong phòng khóc đến nửa đêm, từ đó về sau thì xương bệnh không ra ngoài nữa. Chuyện rối loạn ở tả phụ, Yến Tam Hợp không hề biết. Lúc này, nàng và Lý Bất Ngôn đang tản bộ trong tiểu biệt viện, vừa tiêu hóa vừa xem thử tòa nhà này. Càng nhìn, hai người càng kinh hãi. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng mũ tạng đầy đủ, hậu viện thậm chí còn có một vườn hoa. Một tòa nhà như vậy, tiền thuê một năm chỉ có 90 lượng, là tên xui xẻo nào lại làm ăn lỗ vốn như nay. Đúng lúc này, thang viên vội vã đuổi theo. Cô nương, tam ra tới, nói có việc gấp. Gấp? Đó là chuyện đã tìm được hai người chứ, đường. Đi, về thôi. Vừa vào viện, đã thấy tam gia chắp tay sau lưng đứng dưới đèn lồng, đánh giá cảnh trí biệt viện. Nghe thấy có động tính, hắn chậm rãi xoay người, gương mặt nằm trong vầng sáng đèn lồng, vừa yên tĩnh vừa trầm mặc. Thế nhân đều nói, mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp, thực ra Tuấn Nam ở dưới đèn, nhìn cũng y như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tam gia quá sâu, khiến Yến Tam Hợp không tự chủ được muốn rời mắt đi. Tả chi phi không cho cô cơ hội rời đi, mở miệng nói tìm được người rồi, chúng ta vào thư phòng nói đi. Yến Tam hợp. Thang viên, nấu trà. Nước đun xong, trà bưng lên, tả tam ra nheo đôi mắt hoa đào nhìn Yến Tam hợp. Mặt vẫn là khuôn mặt kia, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt lại dường như hơi giãn ra, hẳn là khá hài lòng với tòa nhà này. Chu Thanh. Chu Thanh tiến lên một bước, theo lệnh tam gia hỏi. Yến cô nương, một tin tốt, một tin xấu, muốn nghe tin nào trước? Xấu yến tam hợp nói ra hai chữ này nhắc thấy khóe miệng tạ chi phi hơi nhếch lên một chút hắn cười cái gì cười ngươi chẳng khác gì trước đây lúc nào cũng chọn tin xấu trước chẳng thay đổi gì cả tạ chi phi bưng chung trà lên chu thanh vậy ngươi nói tin xấu trước đi tin xấu là chư công tử đã không còn trên nhân thế nữa yến tam hợp phản ứng cực nhanh như vậy tin tốt là đường ra còn sống vâng chu thanh nói chư công tử tên đầy đủ là chư ngôn đình, tiến sĩ năm thứ 32 tiên đế, đứng thứ 8. Yến Tam hợp hỏi. Hắn qua đời khi nào? Vì sao lại chết? Chu Thanh. Tiền thái tử tạo phản, hắn tham dự, sau đó tự vẫn mà chết. Yến Tam hợp không tự chủ được mà ngừng thở. Khó trách Tạ chi phi vừa mới nhìn nàng sâu xa như thế, hóa ra là vì thế. Người nhà của hắn đâu? Chu Di Tam tộc. Yến Tam hợp ngẩn ra. Vậy đường ra thì sao? Đường ra tên đầy đủ là đường chăn, tự kiến khê, tiến sĩ năm thứ 32 tiên đế, đứng thứ 52, từng làm hồng lư tự thự thừa, quan vị chính bát phẩm, chỉ làm 3 năm, giờ đã từ quan quy ẩn. Chỉ làm quan 3 năm? Yến Tam hợp suy nghĩ. Hắn và đường kỳ lệnh chỉ là quan hệ thầy trò thôi ư? Vâng, vừa khéo đều có họ đường, quy ẩn ở nơi nào? Phủ Hà Gian, Phủ Hà Gian. Yến Tam hợp hít sâu một hơi, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Ta nhớ rõ am chủ tệ như của am Thủy Nguyệt từng nói, Phu thê dẫn Minh Nguyệt đi họ đường, là người quê ở phủ Hà Gian, năm xưa là sĩ tử trúng cử. Ba người còn lại trong thư phòng đồng thời kinh hãi. Đều họ đường, đều trúng cử, đều ở phủ Hà Gian. Trên đời nào có chuyện gì trùng hợp như vậy sao? Yến Tam hợp đè sự hưng phấn trong lòng xuống. Chu Thanh, về chuyện của đường chăn, ngươi còn nghe được gì nữa? Chấm. Chuyện đề cử, vạn cổ ma tôn truyền kỳ ma tôn. Hồi bẩm yến cô nương, chỉ vậy thôi, như vậy là đủ rồi, vất vả cho ngươi. Yến tam hợp đứng lên đi tới bên cửa sổ, sau đó lại lập tức xoay người, gật đầu với tạ chi phi trên ghế thai sư. Tam gia, đêm đã khuya, mời trở về đi. Dùng xong là ném, sắc mặt tạ chi phi hơi xanh. Ta nói nè yến cô nương, có phải ngươi muốn tách ta ra? rồi đi với Lý Bất Ngôn đến phủ Hà Gian trong đêm không? Yến Tam hợp liếc Lý Bất Ngôn, tâm tư của ta bây giờ đã cạn đến thế rồi à? Lý Bất Ngôn xoa huyệt thái dương, không trách ngươi, chủ yếu là kẻ địch quá xảo quyệt. Từ thành tứ cửu đến phủ Hà Gian, chẳng qua chỉ mất hai ngày hai đêm đi xe, ngươi đi sớm nửa ngày, đi muộn nửa ngày, thì đường kiến khê kia cũng chẳng có gì khác biệt. Tả Chi Phi đưa tay ra, tỏ vẻ cảnh cáo. Chuyện này trọng đại, Ngươi đừng tự tiện hành động, chàng vạn ngày mai, ta và Minh Đình cùng ngươi ra khỏi thành. Chương 313, kỳ lạ. Ngươi cũng biết sự việc nghiêm trọng ư? Còn dám liều mình xông lên? Yến Tam Hợp, Tam gia, ngươi rất rảnh phải không? Tạ Chi Phi, rảnh lắm. Yến Tam Hợp cắn răng, nếu ta không đồng ý thì sao? Thử xem. Ánh mắt Tạ Chi Phi lạnh đi. Đây là một Tạ Chi Phi Yến Tam Hợp chưa từng thấy từ trước tới nay. Oán khí như một tên la sát ai dám chống lại hắn liền lấy mạng người đó người này thật kỳ lạ rõ ràng trước đó đã nói với nàng vì lý do tả ra mà không thể tiếp tục điều tra vụ án đường chi lệnh được tam gia nếu đã muốn đi thì để cho hắn đi đi lý bất ngôn sâu xa nhìn yến tam hợp nói đến phủ hà giản có khi tam gia lại giúp được gì đó yến tam hợp chẳng mở miệng tạ chi phi đứng dậy cứ như vậy đi ta đi trước đây. Cái gì mà cứ thế đi? Yến Tam hợp trầm mặt. Tam gia vẫn nhớ mình mang họ gì chứ? Không phiền Yến cô nương nhắc nhở, không ai dám quên, nhưng... Tạ Chi Phi cười lạnh một tiếng. Bản thân họ gì, tên gì không dám quên. Cũng chẳng quên được. Ta thật không hiểu nổi ngươi. Yến Tam hợp quay ra nhìn cửa sổ, chỉ để lại một bóng lưng. Ở bên cạnh, Lý bất ngôn nhìn đông nhìn tây, trong lòng nghĩ thầm, cục diện này có chút không đúng. Yến Tam Hợp thì thôi khỏi nói, dù sao người này cũng không hiểu. Còn Tam Gia sao thế, không phải hắn có chút tâm tư với Yến Tam Hợp sao? Tại sao, vừa rời khỏi tạ phủ, chút tâm tư kia lại giống hệt quả rắm thả xong cái là mất tiêu luôn vậy? Tam Gia, ta tiễn ngươi. Ây dô, vậy phiền lý đại hiệp rồi. Tạ Chi Phi đi ra ngoài sân, đột nhiên quay người lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Yến Tam Hợp rồi xoay người rời đi. Yến Tam Hợp nhìn bóng lưng hắn có chút thất thần, ánh mắt người này luôn hiện lên sự phức tạp khó hiểu, hắn rốt cuộc có ý gì. Nghĩ mãi không ra, thôi không nghĩ nữa. Thang viên, cô nương, chuẩn bị giúp ta và Lý bất ngôn ba bộ quần áo, dặn phòng bếp hấp nay một lồng bánh bao. Cô nương đây là định, ta ra ngoài, ngươi trông nhà cho tốt, đừng quá lo lắng, 10 ngày nữa sẽ về. Nói xong, nàng ra khỏi thư phòng, bước vào trong màn đêm. Đêm lạnh như nước, đầu óc yến tam hợp sáng suốt lạ thường sẽ không quá khó nếu sâu chuỗi các dữ kiện như thân sĩ tiến sĩ quy ẩn dưỡng nữ chỉ cần đường kiến khê còn sống chuyến đi đến hà giản lần này nhất định tìm được hắn hắn là sư huynh của tĩnh trần còn nhận nuôi dưỡng nữ của tĩnh trần quan tài của tĩnh trần không khép lại được hắn nhất định sẽ không nhắm mắt làm ngơ có thể biết trước được rằng hắn sẽ hỏi rất nhiều câu liên quan đến đường ra từ amni cô đến giáo phường ti đến đường ra nàng đang từng bước tiếp cận điểm mấu chốt của vấn đề, mà ưu tiên hàng đầu chính là vụ án gian lận khoa thi mùa xuân, là tiền thái tử. Quá nguy hiểm, tạ chi phi. Yến Tam hợp lầm bẩm Dù thế nào thì ta cũng không thể kéo ngươi và tiểu bùi ra vào chuyện này được. Ngoài cửa phủ, tạ chi phi đang định lên ngựa thì cánh tay đột nhiên bị người tóm lấy. Hắn quay đầu lại. Lý Đại Hiệp có gì dặn dò? Lý bất ngôn thu tay, cười nói muốn tìm Tam ra nói riêng vài câu. Tạ Chi Phi nhìn mặt Lý Bất Ngôn, hai tay khoanh trước ngực cảnh giác. Ban đêm không người, chúng ta cô nam quả nữ như vậy thật không thích hợp. Ý cười trên mặt Lý Bất Ngôn không đổi. Tam gia cứ xem ta như các ngươi là được rồi. Chu Thanh, đợi ta ở đầu ngõ. Vâng. Chu Thanh xoay người lên ngựa, kẹp ngang bụng ngựa phi nước đại ra ngoài. Có gì nói đi, Tam gia đối với Yến Tam hợp nhà ta. Lý Đại Hiệp, Tạ Chi Phi lạnh lùng ngắt lời. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như này, ngươi nên nghĩ cách giúp tiểu thư nhà ngươi giải tâm ma, chứ không phải đi nghe ngóng mấy chuyện không đâu. Tạ Chi Phi. Lý bất ngôn lôi cả tên lẫn họ ra gọi. Lý Đại Hiệp ta không hiểu cái gì gọi là chuyện không đâu, ta chỉ biết một chuyện. Nói đi, ai dám bắt nạt tam hợp nhà ta, ta sẽ giết kẻ đó. Tạ Chi Phi tức đến mắt bắn ra tia lửa, thầm nói cái đồ phá đám mở to đôi mắt chó của ngươi nhìn cho rõ xem lão tử có bắt nạt nàng không. Lão tử dám giao cả mạng này cho nàng. Hai con ngựa một trước một sau lao như tên bắn trong đêm. Thấy sắp đến ngõ bốn đường, chu thanh phía trước đột nhiên thắng cương, ngựa quay vài vòng trên đường, vững vàng đứng lại. Tả chi phi không biết hắn muốn làm gì, cũng ghim cương. chu thanh nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt tả chi phi, nghiến răng, ngẩng đầu nói. Tam gia, chúng ta có thể không đi phủ hà giản được không? Tại sao? Vì tạ gia. Sắc mặt tạ chi phi tập tức tái nhợt. Gia nhất định không biết khi ta nói ra ba từ đường chi lệnh, hàn huynh đệ kinh ngạc thế nào đâu. Chu Thanh nắm chặt tay. Nếu không phải gia từng có ơn với hắn, hắn căn bản sẽ không giúp gia điều tra hai người này. Hàn huynh đệ mà Chu Thanh nói đến, tên Hàn Dũng, giữ chức tổng kỳ ở Cẩm y vệ, chức quan không cao, phụ trách thu thập các loại tin tình báo. Cách đây vài năm, nương của Hàn Dũng mắc bệnh nặng, không có thuốc chữa, muốn nhờ tả chi phi cầu tình tiểu bùi ra mua vài viên hoàn hồn đan của Bách Dược Đường với giá rẻ một chút. Tả chi phi biết được Hàn Dũng muốn chữa bệnh cho mẹ, đã tự bỏ tiền túi ra mua tặng cho hắn 20 viên hoàn hồn đan. Hàn huynh đệ truyền tin cho ta xong thì nhắc đi nhắc lại với ta rằng, coi như hắn không nói những lời này, trong lòng ra tự biết rõ. Hiểu quá ấy chứ. Tả chi phi nhảy xuống ngựa nhìn Chu Thanh trầm giọng nói. Lời ngươi nói, ta hiểu. Nếu trong lòng ra đã gió, đừng có nhúng tay vào chuyện tĩnh trần nữa, lão ra mà biết chuyện này. Chu Thanh không dám nói tiếp, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, khi điều tra hai người trừ và đường kia, hắn đã thấy sợ hãi rồi. Ta vừa thấy ý tứ của Yến cô nương là không muốn ra tham gia vào, ta cũng biết ra không buông bỏ được. Chu Thanh cúi thấp đầu. Nhưng không buông cũng phải buông xuống, sau lưng ra có biết bao nhiêu người, ra nói có phải không? Tạ Chi Phi nhìn hắn, đôi mắt như nhúm khí lạnh đêm thu, có chút lạnh lẽo. Khi linh hồn hắn nhập vào thân thể tam gia tạ phủ, Chu Thanh cũng vừa vào tạ phủ, 9 năm qua, chủ tớ hai người như hình với bóng, chưa có ngày nào rời xa. Chu Thanh này thật thà ít nói, nhưng việc giao vào tay hắn còn yên tâm hơn cả tạ chi phi tự làm. Ngươi nhìn ra được ta không buông bỏ được, ta đã theo ra được 9 năm rồi, lúc nào ra vui vẻ, lúc nào buồn bực, lúc nào nói lời thật lời giả, cười thật hay cười dối. Chu Thành trong lòng rõ mười mươi. Ngay từ lúc ở phủ Nam Ninh, ra đã đối xử khác với Yến cô nương rồi. Ra uống rượu say, không bao giờ gẹo nữ nhân, chỉ chọc nam nhân, ra thường nói gẹo nữ nhân sẽ gây ra rắc rối. Tả Chi Phi đột nhiên cười lớn. Thì ra ngay từ lúc đó ta đã động tâm rồi. Chỉ là nhân sinh vô thường, ai mà biết được nha đầu kia thoáng cái biến thành muội muội trước kia của hắn. Ra cười gì vậy, cười ngươi quá hiểu ta. Chu Thanh nghe câu này, lập tức quỳ xuống. Tạ Chi Phi cúi đầu, khóe môi cong lên dần dần biến mất. Phía sau ta không chỉ có Tạ gia, còn có Tiểu Bùi gia, Thái Tôn, vì họ ta cũng không nên mạo hiểm như vậy. Trong lòng ta hiểu, ta biết rõ, đã từng cân nhắc, nhưng Chu Thanh à. Chu Thanh ngừng phát đầu lên, không dám tin nhìn ra nhà mình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 314, đi trong đêm. Nhưng Chu Thanh à trên đời này ta không thể chỉ che chắn cho mình họ. Ta còn một yến tam hợp nữa. Vận mệnh quanh đi quần lại, rồi đưa nàng đến bên cạnh ta. Đây là ông trời cho ta cơ hội cứu rỗi. Nếu ta lại không bảo vệ được nàng thì ta còn làm thiếu ra gì nữa. Làm con người gì nữa. Tả Chi Phi đưa tay đặt lên đầu Chu Thanh, nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện này chưa đến mức người phải quỳ, chẳng là là đi gặp một người đọc sách từ quan quy ẩn mà thôi. Nguy hiểm thật sự, là gặp đường kiến khê, là mấy thứ móc ra từ miệng hắn kìa. Yến tam hợp có ân với tả ra, Yến hành có ân với tả ra, có ân không báo, không phải điều quân tử nên làm. Tả chi phi đỡ Chu thanh đứng lên. Được rồi, ra ngươi cũng không ngốc, có chết cũng không thể chết một mình ta, phải kéo người đi chung chứ cứ phải tạo cơ hội cho hai người họ ở bên nhau nữa. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua hẻm dài, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa. Đi, đến bùi ra. Chu Thành đứng tại chỗ, nhìn một người một ngựa biến mất trong màn đêm minh mông, thầm dâng lên nghi hoặc. Sao ra chẳng đề cập tới tình cảm của ngài đối với Yến cô nương thế? Bùi phủ, thư phòng, tiểu bùi ra giống như con cá chạch, tê liệt ngã xuống ghế thái sư, nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, Thầm triệu hoán Bồ Tát. Bồ Tát à, chỉ cho con con đường sáng đi. Tiểu bùi ra ta có nên bất chấp tất cả vì nàng lần nữa hay không? Bình sinh không biết tương tư, mới có thể tương tư, đã tương tư rồi, thân như mây bay, tâm như tơ vương. Nương nó, thơ này sao lại ứng cảnh thế? Hoàng kỳ sợ hãi đứng bên cạnh. Trời, ra mình còn đọc cả thơ, không phải bị sốt đó chứ? Tam gia đến rồi. Tỷ nữ hô một tiếng cũng không thể gọi hồn của tiểu bùi ra về được. Chờ tả chi phi đi tới, hắn bất động hừ hừ hai tiếng, ý bảo mình đang phiền não, người thích làm gì thì làm đi. Tả chi phi nhấc con cá chạch lên. Chuẩn bị, ngày mai đi phủ Hà Gian. Để làm gì, đi với Yến Tam Hợp tìm họ đường. Ta không đi. Tiểu bùi ra bây giờ cực kỳ không muốn nghe ba chữ Yến Tam Hợp. Còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với nàng như thế nào đây còn chưa lựa chọn giữa phụ mẫu bùi gia và nàng còn đang do dự nhìn trước ngó sau lắc lư trái phải tiểu bùi gia vỉnh mông tam gia đã biết hắn nghĩ đến cái gì ta hỏi ngươi đôi đũa có mấy cái hai cái một cây có dùng được không một cây có ích lợi gì vậy không phải là được rồi sao tạ chi phi thầm mắng một tiếng ngu xuân một mình ngươi đối kháng với phụ mẫu thì có ích gì Vẻ mặt tiểu bùi ra ngạc nhiên nhìn hắn, tên nhóc này đang nói gì thế? Phụ mẫu ta không phải rõ ràng không đồng ý rồi sao? Có một quý gia, sẽ có hai quý gia, có hai quý gia, sẽ có ba quý gia. Tả chi phi cười khinh thường. Ngươi đã quên, quý gia đến bây giờ còn nợ Yến Tam Hợp một chuyện, nếu để Yến Tam Hợp mở miệng thì không phải là được rồi sao? Yến Tam Hợp muốn quý gia đưa 10 vạn lượng bạc, quý gia có thể không đưa sao? Muốn bọn họ giúp ngươi có quyền cao chức trọng bọn họ có thể không đồng ý ư tiểu bùi gia còn cái ba thứ thế gia cao môn công hầu bá tước tạ chi phi cười gần. cười một bà đồng về nhà thì tiểu bùi gia ngươi và bùi gia các ngươi cứ chờ mà thăng trước vèo vèo đi oa wow, đẩy mây mù ra gặp trời xanh cá chạch chợt nhảy lên kéo cánh tay tạ chi phi đừng nói nhảm nữa đi đi nhanh lên hoàng kỳ chuyện tốt như vậy sao tam gia ngươi không cưới chu thanh gia chẳng lẽ thật sự muốn tác hợp tiểu bùi gia và yến cô nương sao? Theo gia 9 năm, Chu Thanh lần đầu tiên cảm thấy mình hơi không hiểu nam từ trước mắt. Tiểu Bùi gia nói đi nhanh lên nhưng vẫn dè ra gần nửa canh giờ. Phủ Hà Gian tuy rằng gần, nhưng đi đi về về cũng phải mất 5 6 ngày, tiểu Bùi gia có kinh nghiệm lúc đi phủ Nam Ninh, cho nên quyết định chuẩn bị nhiều đồ, mang thêm vài bộ xiêm y. Suy xét đến việc tất cả mọi người phong trần mệt mỏi, cả người đầy bụi bặm chỉ có tiểu bùi ra hắn mặc xiêm y sạch sẽ, yến tam hợp ắt hẳn sẽ để ý đến hắn. Ra khỏi bùi phủ, thì mọi người đi thẳng đến tạ phủ. Đi chưa được mấy bước, thì mí mắt phải tạ chi phi đã giật giật. Mắt trái giật có tiền, mắt phải giật có tai họa. Hắn sững sờ một lát, bỗng dưng phản ứng lại, kêu to với bùi tiếu. Không về tạ phủ nữa, đến biệt viện ở tạm một đêm. Bùi tiếu chợt nhăn nhó. Ta, Ta đêm nay còn chưa chuẩn bị gặp Yến Tam Hợp đâu. Tạ Chi Phi chẳng thèm đến ý hắn. Lúc trước gặp Trần Mụ Mụ ở khách điếm, nha đầu kia chẳng thèm nghỉ hơi chút nào đã đi thẳng tới phủ Nam Ninh, lúc này đã biết chỗ ở của Đường Kiến Khê, nàng có thể chờ sao? Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn thấy may, vì trước khi đi có dặn, có khi nha đầu kia sẽ nghe lời mình, không có tự tiện hành động. Mấy con ngựa quay đầu ngựa chạy như bay, đêm đầu thu nhưng Tạ Chi Phi lại chạy đổ cả mồ hôi đến biệt viện, xuống ngựa gõ cửa. Cửa kẹt một tiếng mở ra, một người thò đầu ra. Ấy, tam gia, sao ngươi lại tới đây? Cô nương đâu? Ở nhà, không ra khỏi cửa, không có. Tả chi phi thở phào nhẹ nhõm, ném dây cương vào tay người đó rồi xài bước đi vào. Nhà không lớn, đi một chốc đã chính viện. Cửa viện khép hờ, hai xương phòng đông tây đen kịt. Tả chi phi đi tới trước cửa sổ đông xương phòng, dựng thẳng lỗ tai vừa muốn nghe động tĩnh bên trong, tiểu bùi ra đuổi theo phía sau mở miệng một tiếng. Tạ ngũ thập, nương nó ngươi làm cái gì ở khuê phòng cô nương nhà? Xuyệt xuyệt. Tạ chi phi gấp đến độ muốn dậm chân, vừa khoa tay múa chân, ý bảo vị tiểu tổ tông này đừng ồn ào nữa. Không đúng. Hắn nhảy từ trên tường xuống, tên phá đám kia cũng có thể nghe được, lúc này động tĩnh trong viện lớn thế nhưng trong viện chẳng sáng một cây đèn. Tạ chi phi kéo cửa sổ ra. Đúng lúc này, bên tai có đèn sáng lên. Mượn một chút ánh đèn, hắn thò đầu vào bên trong nhìn, nhưng nào còn có bóng dáng của đôi chủ tớ kia nữa. Thang viên khoác xiêm y, bưng nến đi ra, vừa thấy trong sân có bốn người lao vào, sợ tới mức nến suýt nữa ném nến xuống đất. Yến Tam hợp đâu, cô nương đã xuất phát rồi, đi bằng cửa sau, vâng. Thang viên thấy Tam gia hung thần áp sát, vội nói. Cô nương để lại một câu cho Tam gia, nói đi. Cô nương nói, xin tam gia yên tâm, nàng sẽ đi sớm về sớm. Yên tâm mới lạ. Một mùi lửa vô danh từ ngực tả chi phi bốc lên, hắn không hề nghĩ ngợi giận dữ quát bồi tiếu. Còn ngây ra làm gì, mau đuổi theo. Gào gì mà gào. Tiểu bùi ra chả hiểu gì. Yến tam hợp ra khỏi thành trước khi cửa thành phía nam đóng lại. Hai người, hai con ngựa, đi thẳng đến phủ Hà Gian. Một hơi chạy đi 300 dặm, tìm một cây đại thụ lưng tựa lưng nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lại lên đường. Chạy liên tục một đêm, sáng sớm thì chạy tới huyện Cố An, hai người tìm một quán điểm tâm ven đường, uống chén cháo nóng, một người ăn hai cái bánh bao, lại tiếp tục lên đường. Một đường không gió cũng không mưa, đến đêm đã chạy tới huyện Vĩnh Thanh, lúc này người mệt ngựa mệt, Yến Tam hợp quyết định tìm một khách điếm đối phó một đêm, đợi sáng sớm ngày mai lại lên đường huyện Vĩnh Thanh là con đường phải đi qua để đến phủ Hà Gian. Thị trấn không lớn, khách điếm cũng không nhiều, hai người chọn một khách điếm vừa mắt đi vào. Khách điếm này tên là Duyệt Lai, bên trong bố trí sạch sẽ, trùng hợp là chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng. Lý bất ngôn nhanh nhẹn móc bạc ra, thuê gian phòng cuối cùng. Trường quầy, nước nóng và thức ăn trực tiếp đưa vào trong phòng. Cô nương yên tâm, lát nữa sẽ đưa tới. Tam hợp, ngươi về phòng trước, ta đi cho ngựa ăn. Được. Yến Tam hợp nhận lấy chìa khóa cửa phòng, sách bao quần áo đi vào trong. Trường quầy, còn phòng không? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Trường 315, cãi nhau. Xin lỗi khách quan, phòng cuối cùng vừa được đặt xong, ngài đi chỗ khác xem thử. Tìm hai nhà, đều nói đầy người, đúng là xui xẻo. Cô ra, cô ra, thiếu phu nhân nói đói bụng. Trường quầy, nơi này của các ngươi có món gì nhẹ nhàng khoan khoái không dầu mỡ, mau làm đi, nương tử nhà ta mang thai, không thể chịu đói được khác nào cả, ngươi nhanh lên. Dứt lời, cũng không đợi trường quầy lên tiếng, đã vội đi ra ngoài. Yến Tam Hợp quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một góc áo màu xanh xám. Vừa tới trong phòng, hai tiểu nhị mang nước nóng đi vào, không bao lâu, thức ăn cũng bưng lên. Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn vừa cho ngựa ăn xong trở về, Yến Tam Hợp bảo nàng đến sau bình phong tắm rửa trước, còn mình thì ngồi xuống dùng cơm. Lý bất ngôn tắm xong, thì Yến Tam Hợp cũng ăn xong. Nước hơi lạnh, Yến Tam Hợp chỉ tắm đơn giản, chưa đợi tóc khô đã ngã xuống giường. Cũng không biết ngủ bao lâu, bên tai truyền tiếng la hét, nàng mơ màng mở mắt hỏi. Bên ngoài là ai thế, sao ồn vào vậy, còn có ai nữa, là cái tên thiếu gia ngốc kia chứ gì. Lý bất ngôn đỏ bừng đôi mắt, tức giận muốn bùng nổ làm như trên đời này chỉ hắn là có nương tử thôi ấy, nương tử của hắn quý giá nhất, một chốc ồn ào nói đồ ăn dầu mỡ, chốc lại nói cơm quá cứng. Vừa rồi nương tử hắn nôn, hắn lại trách nước trà không sạch sẽ. Cũng là một tên biết thương thê tử, thương khỉ á. Lý bất ngôn đưa tay sờ lên Nguyễn Kiếm, tự nhủ cái loại nam nhân thích hô hào thế này nàng chỉ muốn chém một đao thôi. Đang lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng xôn xao. Ai ra, không hay rồi thiếu gì, thiếu phu nhân lại nôn rồi. Ta đã nói nước trà này không sạch sẽ mà. Trường quầy, nương tử của ta muốn phun ra chuyện bất ngờ, ta tìm ngươi liều mạng. Nương tử, nương tử, nàng thế nào? Có nước trong hay không, nước trong đâu? Mau xoa lưng cho thiếu phu nhân. Ôi trời, một đám ngu xuẩn, tránh ra, để ta. Lý bất ngôn ngồi dậy. Nhịn không được nữa rồi, phải cắt lưỡi tên đó đã rồi tính sau một tay đưa ra ôm lấy eo nàng, tiếp theo, Yến Tam hợp sán đầu lại. Có hơi ồn nào, nhưng tính cách cũng chân thật, thôi tùy hắn đi. Hắn chân thật, nhưng bà cô ta không ngủ được. Người tập võ giấc ngủ vốn đã nông, bên ngoài gió thổi cỏ lay, nàng đều nghe rõ ràng, tên ngốc này không thể nhỏ giọng một chút được sao. Lúc này, có người đến gõ cửa. Lý bất ngôn nhướng mày, quấn nhuyễn kiếm lên người, sau khi thắp nến, khoác thêm xiêm y thì bước ra mở cửa ngay khi cánh cửa mở ra. Ê, đó là người mà nàng muốn cắt lưỡi. Cô, cô nương. Người nọ xoa xoa tay, vẻ mặt giống như bị táo bón. Nương tử ta có chút không khỏe, có thể cho nàng vào phòng nghỉ ngơi một lát được không? Ngươi có thể đi chết hay không? Lý bất ngôn nhướng mày liễu. Ta trả bạc, ta trả gấp đôi bạc, gấp ba. Người nọ kêu lên. Nương tử ta rất tốt, sẽ không làm ồn cô nương đâu, nếu không phải cả khách trạm này chỉ có phòng này có hai cô nương ở thì ta cũng sẽ không có chủ ý này đâu. Điên, Lý bất ngôn không nói hai lời, trực đóng cửa. Nhưng cái tên ngốc kia chẳng hề chậm chân, cái chân dài đưa ra chặn cửa. Cô nương, cô nương, làm việc tốt đi, nương tử của ta. Có bạc thì oai ra, bớt lẻm bẻm rong dài, bà cô ta. Bất ngôn, Yến Tam hợp thấy ồn ào nhất cả đầu, cũng ngủ không được, đơn giản nói trả phòng lên đường đi, coi như hành thiện tích đức với những vị khách khác trong khách trạm này đi. Được, được, vậy hai người trả phòng đi. Người nọ vui vẻ hoa chân múa tay, sau đó lắc đầu, chạy nhanh xuống cầu thang, vừa chạy còn vừa la. Nương tử, nương tử, có khách trả phòng, chúng ta có phòng ở rồi. Lý bất ngôn, thật chẳng nhịn được. Yến tam hợp, lúc nãy ta ăn nói hơi quá. Lời đã nói ra, đổi ý cũng vô nghĩa, hai người thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Lúc này, người nọ đã lên lầu, trên tay còn đỡ một nữ nhân trẻ tuổi. Lúc bước qua, nữ nhân kia nhìn Yến Tam hấp. Đa tả nhị vị cô nương trưởng nghĩa tương trợ, xin nhận lễ của ta. Vẻ mặt nữ nhân cực kỳ anh khí, mặt mày cong cong khiến người ta yêu thích, chỉ là sắc mặt hơi khó coi. Tướng công nàng nhìn có vẻ ôn nhuận như ngọc, miệng hơi mỉm cười, căn bản nhìn không ra là cái người vừa mở miệng là la hét vừa nãy. Thôi thôi thôi. Yến Tam Hợp cũng lười nói thêm gì, kéo Lý bất ngôn đi xuống lầu. Hai người đến quầy trả phòng, lấy lại hai lượng tiền đặt cọc, xoay người đi ra khách trạm. Vừa ngẩng đầu, đã thấy trước cửa quán trò có bốn con ngựa, trên người là bốn người đang ngồi. Người đi đầu mặc áo khoác, khuôn mặt tuấn tú nặng nề như Quan Công, trong đôi mắt hoa đào là sự tức giận không che giấu được. Sao hắn lại theo tới đây? Yến Tam Hợp không khỏi nhíu mày nàng còn có mặt mũi nhíu mày. Tạ Chi Phi xoay người xuống ngựa, bước tới trước mặt Yến Tam Hợp. Lời ta nói, ngươi coi như gió thoảng bên tai hả? Không phải. Hơn nửa đêm, Yến Tam Hợp quyết định bình tâm giải quyết chuyện này. Ta để lại lời nhắn cho thang viên, cho nên ngươi định chơi tiền trảm hậu tấu. Không có, nếu không có, tại sao còn lén lút đi, chê hai người các ngươi cản trở. Tạ Chi Phi chỉ tiểu bùi ra. Người cản trở là hắn, không phải ta. Ta. Tiểu bùi ra thật sự rất tuổi thân, chuyến này hắn một không tiêu chảy, hai không đau mông, cản trở gì chứ. Người cũng không khá hơn chút nào. Yến tam hợp, người kiếm cớ. Biết còn hỏi. Khóe miệng tạ chi phi hơi căng thẳng. Cho nên, lý do thật sự là gì? Yến tam hợp bị hỏi đến phiền. Tam gia, đừng âm hồn bất tán, hỏi tận gốc rễ, có biết chừng mực không hả? Một tiếng. Âm hồn bất tán. Đốt lên lửa giận trong lòng tạ chi phi. Ông ấy cứ âm hồn bất tán, cứ hỏi tận gốc rễ, đó, thì sao? Ngươi có biết tốt xấu hay không hả? Ngực yến tam hợp phập phồng vài cái, cố nén lửa giận nói. Tránh ra, ngươi dám đi thử xem, ngươi dám ngăn thử xem. Tạ chi phi vươn tay, chặn đường. Thử thì thử. Yến tam hợp chưa từng thấy người nào như thế. Ngươi bị lưu manh nhập hả? Tạ chi phi. Đúng ánh mắt yến tam hợp chợt lạnh như băng lý bất ngôn thấy tình thế không ổn vội hòa giải nói ta nói này tam ra tên phá đám câm miệng cho ông lý bất ngôn chỉ vào mũi mình ta lại phá đám rồi người nên câm miệng là ngươi đó tạ chi phi yến tam hợp cười gần một tiếng ngẫm lại người phía sau ngươi đi tạ chi phi cười gần ta cảm ơn ngươi đã suy nghĩ cẩn thận cho ta như vậy nương nó ông đây không cần hôm nay ngươi ăn thuốc nổ hả Yến Tam Hợp cắn răng phun ra hai chữ. Điên hả? Đúng vậy. Tạ Chi Phi giống giận. Còn điên không nhẹ nữa kìa. Bốp. Cửa sổ mở ra, một chiếc giày vải rơi xuống, ngay sau đó là một cái đầu thò ra. Nửa đêm nửa hôm còn ồn ào, có lương tâm không hả? Nương tử nhà ta còn mang thai đấy, nương nó cầm miệng hết đi. Trời đất chợt yên tĩnh. Lý bất ngôn, tên cháu chắc này còn mặt mũi nhắc đến hai chữ lương tâm. Hoàng kỳ thằng cháu này suýt nữa đập chúng ta. Tiểu bùi ra, tôn tử này dám giống tam hợp nhà ta. Chu Thanh, tôn tử này ăn tim gấu gan hùm rồi. Bốp, ở dưới cửa sổ, giọng của tên cháu trai truyền ra rõ ràng. Nương tử, không cần lo lắng, chỉ là đôi phu thê nhỏ cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tà chi phi. Yến tam hợp, trời đất yên tĩnh đến mức chẳng còn một tiếng động. Trường 316, làm hòa trong sự im lặng đến đáng sợ, một âm thanh không rõ từ đâu vang lên. Ôm ô, ôm ô. Dưới ánh mắt của mọi người, kẻ đầu tiêu tả chi phi khịt mũi. Nghỉ ngơi, ăn cơm. Như được lệnh ân xá, chu Thanh vội vào trong tiệm chuẩn bị cơm, Hoàng Kỳ đi cho ngựa ăn, tiểu bùi ra vội vàng kéo tam ra vào trong. Khi chân bước qua ngưỡng cửa, tam ra quay đầu lại, hờ hững liếc yến tam hợp. Ý nghĩa sâu xa của ánh mắt này là đừng có hòng chạy đi, tam gia vì đuổi theo ngươi mà cơm cũng chẳng màng ăn đó. Cấm có chạy, dám chạy thử xem. Hai câu này cùng diễn đạt một ý nghĩa, nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau. Câu trước mềm, câu sau cứng. Chỉ là Yến Tam Hợp là người ưa mềm không ưa cứng, chẳng cần bậc thang xuống nước, nàng cứ bình thản theo vào trong, ung dung ngồi xuống một chiếc bàn khác. Lý bất ngôn nhìn hết bàn này sang bàn kia, ngồi luôn xuống cạnh Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi quét mắt nhìn thấy thế thì nghiến răng nghiến lợi mấy lần mới đè nén được cơn giận đang xông thẳng lên đầu. Người phục vụ mang đồ ăn tới. Trường Quầy ấy náy nói: Quan gia, muộn quá rồi nên chỉ còn lại vài món này, còn đâu bán hết sạch rồi, tiệm chỉ làm đủ bán thôi ạ. À. Đa tạ. Tả. tả Chi Phi khôi phục lại phong độ của một tam gia nhẹ nhàng, ai gặp cũng quý, mỉm cười gật đầu với ba người bọn họ. Ăn cơm. Ba người cầm bát đũa lên trong lòng sợ hãi liếc nhìn bàn bên cạnh, sau đó. Ăn như hổ đói. Lý bất ngôn thầm tặc lưỡi, dùng cánh tay huyết vào tay Yến Tam Hợp. Nhìn cái tướng ăn như quỷ chết đói này xem, chắc từ khi rời kinh đến giờ vẫn chưa được miếng nào bỏ bụng, thật tội nghiệp. Mặt Yến Tam Hợp không chút biểu cảm. Lý bất ngôn che miệng, thấp giọng nói. Thật ra, Tam gia là một người rất được, trông thì cả chấn thế thôi chứ thật ra trong lòng rất lo lắng cho ngươi. Yến Tam Hợp quay lại, sắc mặt u ám nhìn Lý Bất Ngôn. Đang giúp ai thế? Ta chỉ nói sự thật thôi. Lý Bất Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội liếc nhìn tạ chi phi. Lấy được báo oán. Nhìn phong độ của bà cô ta đi, trên đời chẳng ai có đâu. Lý Bất Ngôn đoán rất chính xác, kể từ sau khi rời khỏi biệt viện, đây là bữa cơm đầu tiên của bốn người bọn họ. Sao không ăn ư? Tam gia gấp gáp đuổi theo, không cho phép đói. Ăn xong một bát cơm, Bùi tiêu mới có chút sức sống, dùng chân đá tả chi phi, nghiêng đầu về phía hắn. Vừa rồi ngươi có nghe thấy không, nàng sợ liên lụy đến chúng ta nên mới tiền trảm hậu tấu đó. Tả chi phi không vui nhìn hắn. Biết chút phải trái, người ta sẽ tốt với ngươi. Bùi tiêu gắp một miếng bắp cải vào bát hắn, liếc nhìn yến tam hợp, trong lòng thầm nhủ, chỉ nhìn vào cái mặt ngoài lạnh trong nóng này thôi thì ta cũng phải cưới cho được người ta về nha thôi. Ăn cơm xong, Phục vụ dọn dẹp bát đúa, trường quầy tặng thêm một bình trà đi kèm sáu tách trà. Trên bàn bốn người, và hai người nữa ở bên cạnh. Tiểu bùi ra làm người hòa giải Lý Đại Hiệp, đến đây uống trà, tiện thể bàn công chuyện đi. Lý Đại Hiệp nhìn Yến Tam Hợp, ném cho tiểu bùi ra một ánh mắt. Ta dám sao, chấm. Tiểu bùi ra như muốn rỗ rành, nháy mắt với tả chi phi. Hay là chúng ta qua đó? Còn chưa kịp nháy xong đã cảm thấy có một trận gió lướt qua, người đã biến mất. Quay đầu nhìn lại, tên nhóc đó đang đi về phía bản yến tam hợp. Còn bà nó, nam nhân là cái đầu hèn. Tiểu bùi ra vội phất tay, Chu Thanh và Hoàng Kỳ mới lần lượt đứng dậy đi theo. Chiếc bàn đang chống trải bỗng chốc chật kín người. Tả Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp, ánh mắt sắc bén. Quán trò không còn phòng trống nữa, chúng ta đi luôn được không? Yến Tam Hợp quay sang nhìn hắn. Được. Tạ Chi Phi. Chạy thẳng một lèo nửa chặng cuối hay sao? Yến Tam Hợp. Còn phải xem các ngươi có làm được không đã? Tạ Chi Phi. Chúng ta làm được, nhưng ngựa thì không. Yến Tam Hợp rút hai tờ ngân phiếu từ trong túi ra, đập nhẹ lên bàn. Có bạc là được hết. Sau một tách trà, xuất phát. Tạ Chi Phi cầm ngân phiếu đi về phía trường quầy, mới được mấy bước đã quay lại cúi đầu nhìn Yến Tam Hợp. Tên nhái danh vừa mắng ngươi đó, có cần. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Được. Tả Chi Phi quay người đi, Yến Tam Hợp cũng đứng dậy. Ta đi ra ngoài hít thở chút. Ba nam nhân trên bàn nhìn nhau, chẳng hiểu sao tự nhiên lại làm hòa rồi. Duy chỉ có lý bất ngôn sâu xa nhìn bóng lưng Yến Tam Hợp, trong đầu hiện lên một câu nói, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Tả Chi Phi thẳng tay cho thêm ít bạc, mua liền sáu con ngựa, sáu người chạy thẳng đến phủ hà giản theo đường chính. 12 canh giờ sau, ba chữ "Phù Hà Giản" xuất hiện trên đầu sáu người. Cuối cùng cũng đến, vào thành, họ tìm một quán trọ gần nhất có ba phòng, sáu người chẳng nói chẳng rằng, ai về phòng nấy tắm rửa thay đồ đi ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến canh ba ngày hôm sau. Chu Thành và Hoàng Kỳ vừa mở mắt đã đi hỏi thăm tin tức đường lão gia. Tiểu Bùi gia bảo người phục vụ mang nước nóng lên, định tắm rửa thay quần áo lần nữa. Hôm qua vừa mệt vừa buồn ngủ nên chỉ tắm gội qua loa. Người ta nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quần áo có mới mặc vào trông người mới sạch sẽ gọn gàng, Yến Tam Hợp mới nhìn thấy được sức sống của hắn. Nào ngờ hắn vừa cởi quần áo bước vào thùng tắm, bọn Chu Thanh đã quay lại. Rõ ràng, đường lão ra rất nổi tiếng ở nơi này, không hề khó tìm chút nào. Tả Chi Phi nhảy từ trên giường xuống, nói với người phía sau bức bình phong. Ngươi cứ tắm rửa đi, chúng ta đi đến phòng yến tam hợp thương lượng. Này, 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 không đợi ta hả, dầm. Đáp lại tiểu bùi ra là tiếng đóng cửa. Tên nhóc này, vội vàng đi đầu thai hay sao? Tam gia vội đi đầu thai đang gõ cửa phòng bên cạnh. Lý bất ngôn mở cửa, hắn nhìn thấy Yến Tam Hợp đang ngồi nghiêm chỉnh. Khi ánh mắt giao nhau, Yến Tam Hợp chỉ vào ghế, ý bảo hắn ngồi. Tả chi phi ngồi xuống, tự rót trà, nuốt nước miếng nói đã nghe ngóng về rồi, Chu Thanh ngươi nói đi. Yến cô nương, đường lão ra ở núi Mộc Lệ, huyện Sơn Quan, phủ Hà Giản, từ quán trọ đến đó mất hơn hai canh giờ. Yến tam hợp. Sống trên núi ư. Chu Thanh gật đầu. Nghe nói là vậy. Yến tam hợp. Núi có cao không, ngựa đi lên được không? Chu Thanh. Nghe nói là không được. Tả Phi Phi. Nghe nói thì không tin được, xuống chân núi rồi tính tiếp. Yến tam hợp. Bỏ tiền ra tìm người dẫn đường chu thanh yến cô nương đã tìm được người rồi đang đợi bên ngoài quán trọ làm việc rất chu đáo yến tam hợp xuống lầu ăn cơm đá ăn xong xuất phát vâng chu thanh quay đầu bước đi trong phòng còn lại ba người tạ chi phi ngồi ấm chỗ ý nói sẽ không đi ánh mắt bất lương nhìn lý bất ngôn ý gì thế hả ta là người thừa phòng lý bất ngôn thầm mắng trong lòng cẩu nam nhân cầm lấy tay nải nói với yến tam hợp Tam Hợp, ta đi kiểm tra yên ngựa. Tạ Chi Phi thấy Yến Tam Hợp định đứng lên, đổi khách thành chủ ra lệnh cho Lý Bất Ngôn. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Yến Tam Hợp ngước mắt nhìn hắn. Hắn hờ hững nói. Ta có vài lời muốn nói với ngươi. mười 317, qua sông. Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề, khiến người ta không thở nổi. Yến Tam Hợp dứt khoát quay mặt đi. Trước khi Tạ Chi Phi vào phòng, trong lòng còn hơi đắn đo, nhưng sau khi vào thì cực kỳ bình tĩnh nhưng hắn lại không muốn nói nhanh quá giống như khi còn bé sau khi hai huynh muội cãi nhau hắn sẽ theo thói quen lạnh lùng với cô quả nhiên yến tam hợp thầm nghĩ họ tạ người nói gì đi chứ trong lòng không kiên nhẫn khẽ nhíu mày lại tạ chi phi biết thời cơ đã đến tâm ma của tĩnh trần ta tự biết có thể giúp đến bước nào ngươi không cần phải nghĩ thay ta trên người ta và minh đình có chức quan lúc ra ngoài ít nhiều có thể giúp được một ít, không phải coi thường ngươi và Lý Đại Hiệp, nhưng có thể tiết kiệm chút thời gian thì cứ tiết kiệm cũng tốt mà. Yến Tam hợp nghe lời này không lên tiếng. Làm người không nên quá mạnh mẽ, nên mềm thì mềm, nên mượn sức thì cứ mượn, ngươi vẫn chưa hiểu đạo lý cứng thì dễ gãy từ chỗ Yến Hành sao? Tả Chi Phi nhướng mày, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào người hắn, hiện ra một tầng ánh sáng dịu dàng. Lời nói dịu dàng, người cũng dịu dàng nhưng trái tim Yến Tam Hợp lại không dịu dàng. Ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng dù là ngày vui ngàn ngày thì cũng có ngày tan, ta mượn sức ngươi thành thói quen, đến lúc tan rồi thì ta nên mượn sức ai đây? Tả Chi Phi nhíu mày, lời này khiến hắn quá chua sót. Yến Hành không phải cứng, là cốt khí là bể nghễ, cũng chỉ cúi đầu một lần vì đứa cháu nhỏ, người khác có thể nợ hắn, hắn không thể nợ người khác. Nàng bỗng nhiên cười khẽ. Ta được ông ấy nuôi lớn, ta cũng như vậy, không thể nợ người khác. Muội không phải là hắn nuôi lớn, là gạo của Trịnh gia nuôi muội lớn, là người bị xước chốt ra cũng sẽ nũng nịu khóc nửa ngày. Và muội không nợ ai khác, là ca ca muội mà. Tả Chi Phi âm thầm cắn răng, nuốt xuống những lời không thể nói. Yến Tam hợp, ta là người tạ gia, được cha ta một tay dạy dỗ. Ngươi biết con người cha ta đấy, rất giỏi xem thời thế. Thấy tình thế không ổn, ta sẽ chạy nhanh hơn ai hết. Hơn nữa, ngươi không thích nợ người khác, chẳng lẽ người khác thích nợ ngươi sao? Để ta trả lại một chút, thì sao? Nói đến nước này, Yến Tam Hợp còn gì để nói nữa? Yến Tam Hợp không phải là người không dứt khoát, Tạ Chi Phi đã nói đến nước này rồi. Tạ Chi Phi, nếu đến lúc đó thì ngươi chạy sớm chạy nhanh lên, đừng có lề mề. Yên tâm. Tạ Chi Phi trần an nàng xong, sự lưu manh trong người lại dâng lên tam gia ra làm gì cũng không được nhưng bản lĩnh chạy trốn là đứng nhất đó còn gì để nói không hết rồi tả chi phi chống góc bàn đứng lên ngẫm lại lại nói thêm một câu tối hôm trước cãi nhau với ta cũng rất ra gì đấy đương nhiên yến tam hợp cũng đứng lên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn con người ta gặp mạnh thì sẽ mạnh tả chi phi khen ngợi giữ vững sao yến tam hợp nhướng mắt tam gia còn nghiện cãi nhau với ta à cũng không phải chỉ là tạ chi phi miễn cưỡng nhấc chân tới cảnh cửa lại ném ra ba chữ rất đá yến tam hợp nhìn tay mình cực kỳ muốn kiếm thứ gì đó ném hắn nhưng chỉ thấy một ấm trà quên đi vỡ phải bồi thường một lượng bạc không đáng ra khỏi phòng đến đại sảnh thức ăn đều đã chuẩn bị xong tiểu bồi gia và hoàng kỳ mãi không thấy bóng dáng đâu ngay khi yến tam hợp kiên nhẫn chờ không kịp thì hai người khoan thai đến chậm tiểu bùi ra lẳng lơ mặc một bộ trường sam màu nước, tóc trái kỹ càng, chẳng biết từ lúc nào trong tay lại có một chiếc quạt, không giống như vội lên đường mà giống như là công tử nhẹ nhàng đi đi đạp thanh ngắm cảnh. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn một cái, người này sao vậy? Lý Bất Ngôn hừ hừ, điên ấy mà. Yến Tam Hợp nhíu mày, trước kia không như vậy. Lý Bất Môn lạnh lùng, mới bị thôi. Yến Tam Hợp thu tầm mắt lại, cầm lấy đũa. Ăn cơm sao lại ăn cơm rồi? Tiểu bùi ra đá tả chi phi, tiểu ra ăn mặc thế này không đẹp sao? Tả chi phi, đẹp. Tiểu bùi ra, vậy cũng không thấy nàng nhìn ta thêm mấy lần. Tả chi phi, có thể, nàng đang nhìn vào nội tải. Tiểu bùi ra, ăn cơm xong, tính tiền rời đi. Người dẫn đường là một tên nhóc ăn mày, tầm 13-14 tuổi, cả người bẩn thỉu chỉ có một đôi mắt sáng quắc lanh lẹ. Chu Thành ôm hắn đưa ra phía trước, ngón tay đen của nhóc ăn mày đã chỉ. Đi về phía nam. Vừa đi, đã đi suốt hai canh giờ, buổi trưa ba khắc, trước mặt xuất hiện một con sông. Đối diện sông chính là núi Mộc Lê. Nhóc ăn mày thuyền đưa đò bên bờ sông. Ngồi thuyền qua sông là được, ta giúp các ngươi trông ngựa, trong một ngày một lượng bạc. Tả Chi Phi cảm thấy nhóc ăn mày này khôn khéo quá đáng, cố ý nói. Lỡ như chúng ta trở về, người chạy mấy thì làm sao? Vị gia này, phủ hà gian lớn như vậy, ta có thể chạy đi đâu, hơn nữa, ta đâu chỉ dẫn mấy vị khách các ngươi. Nhóc ăn mày cười tâu để lộ hàm giang vàng. Người muốn gặp đường lão gia, tháng nào chẳng có, ta còn phải nhờ vào việc làm ăn này mà kiếm sống nữa đó. Yến Tam Hợp mở miệng hỏi. Nói như vậy, người muốn gặp đường lão gia rất nhiều sao. Đúng vậy. Nhóc ăn mày kiêu ngạo. Phủ Hà Gian chúng ta gần 100 năm qua, chỉ có một tiến sĩ si thôi. Yến Tam hợp chỉ vào bờ bên kia. Tại sao hắn lại ở trên núi? Ngọn núi kia đều là nhà hắn mà, con cháu đời sau đều ở đó. Nhóc ăn mày cười xảo quyệt. Vườn trà dưới chân núi, vườn trái cây, còn có ruộng nước, hết thảy đều là của nhà bọn họ, có rất nhiều tiền. Hèn gì lại làm được ẩn sĩ, hóa ra là không cần lo ăn lo mặc. Yến Tam hợp nhìn tạ chi phi, tạ chi phi tính toán thời gian, ở trên núi một hai ngày, sẽ không chỉ hoãn quá lâu một ngày một lượng bạc nghe ngươi nhóc ăn mày mừng rỡ cười không khép miệng lại được ra ngài cứ yên tâm ta đảm bảo trông ngựa ngày thật kỹ không gầy đi mà còn béo lên cho coi tạ chi phi không rong dài với hắn chu thanh hỏi xem đi thuyền tốn bao nhiêu bạc có thể lập tức đi không một lượng bạc một người bạc tới tay hắn sẽ đi nhóc ăn mày kêu ông lão trèo thuyền lão kiều có việc làm ăn được sáu lượng bạc này đừng ngủ nữa mau dậy làm việc đi Hắn vừa nói như vậy, tạ chi phi an tâm hơn không ít, xem ra, nhóc ăn mày ngày rất hay dẫn đường. Người chèo thuyền tên Lão Kiều đang đội mũ rơm, ngủ say trên thuyền, nghe thấy tiếng kêu thì mở miệng mắng. Con bà nó, ngươi không thể nói hai lượng bạc một người sao. Nói hai lượng bạc thì chẳng xứng với chiếc thuyền rách nát của ngươi đâu, nói ra lại mất uy tín. Rách ngưng ngươi, cút. Lão Kiều mắng vài câu, gọi đám tạ chi phi lên thuyền. Chu Thanh là người đầu tiên bước lên, Hoàng Kỳ là người cuối cùng, hai người một người đứng ở đầu thuyền, một người đứng ở đuôi thuyền, âm thầm lưu ý. Cho dù là Lý Đại Hiệp vô tư, tuy rằng trong miệng ngậm một cọng có đuôi chó, dáng vẻ ung um ung um nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi lão kiều. Trên thuyền không thể so với trên bờ, người trèo thuyền một khi nổi lên ác tâm thì chính chuyện chết người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 318, Quỷ Lộ. Lão Kiều chèo thuyền ra ngoài, liếc mắt nhìn Chu Thanh ở đuôi thuyền, tức giận nói. Ăn mặc đàng hoàng sao mắt lại mù như vậy? Tiểu bùi ra bực bội mở quạt. Lão đầu, ngươi nói ai mắt mù? Các ngươi. Lão kiều bĩu môi nhướng về phía bờ. Không nhìn ra ta là người tốt, nhóc ăn mày kia mới không phải thứ tốt sao? Hả? Tay cầm quạt của tiểu bùi ra dừng lại. Sao nhóc ăn mày lại không phải thứ tốt? Hắn gạt các ngươi. Trái tim sáu người chợt nảy lên. Yến Tam Hợp vươn tay túm lấy cánh tay Bùi Tiếu, ý bảo đừng nói gì, để nàng hỏi. "Lão Kiều, nhóc ăn mày lừa chúng ta cái gì? Một ngày một lượng bạc." Lão Kiều cười khan mấy tiếng với Yến Tam Hợp, ngẩng đầu nhìn bờ bên kia. "Sớm nhất năm ngày, chậm nhất 10 ngày nửa tháng, các ngươi đừng mong có thể xuống núi, mất tiền oan rồi." "Tại sao?" Lão Kiều lại nói, "Đường lão gia tiến tâm lừng lẫy của phủ Hà Gian chúng ta, muốn gặp là có thể gặp ư?" không chịu gặp ai thì từ chối từ đầu đi yến tam hợp nghe ra mâu thuẫn trong lời này tại sao còn ở trên núi lâu như vậy lão kiều nói tiếp đó là bởi vì đường lão gia có câu gặp là duyên phận không gặp là bổn phận lời này có ý gì tiểu bùi gia buồn bực lão kiều liếc tiểu bùi gia không để ý tới hắn nương nó lườm ai đấy tiểu bùi gia bị chọc giận đang muốn lý luận thì lại có thêm bàn tay vỗ nhẹ hắn hai cái lúc kéo lúc vỗ, tiểu bùi ra suýt nữa thì vui ra tiếng. Yến Tam hợp thu tay lại, mỉm cười. Lão Kiều, ngươi nghe thử coi ta có đoán đúng không? Hiếm thấy đó. Lão Kiều thầm nghĩ ta chèo thuyền cho người ta cả đời, toàn là khách khóc lóc cầu xin để cho ta nói rõ ràng. Tiểu cô nương, vậy ngươi đoán xem. Yến Tam hợp, bổn phận là không gặp, không gặp tức là trực tiếp kêu người về phủ, đúng không? Lão Kiều gật gật đầu. Yến Tam hợp Núi không cao, muốn trèo lên phải tốn nhiều nhất một canh giờ, cho nên vừa tới thì đã đi nửa ngày, nhưng ngươi lại nói sớm nhất cũng phải mất 5 ngày. Đôi mắt của Lão Kiều hơi sáng lên. Có quần khúc gì đây? Yến Tam Hợp nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, tự hỏi tự đáp. Quần khúc nằm trong bốn chữ, gặp là duyên phận, chấm. Lão Kiều không lên tiếng, tạ chi phi lại nhìn không được. Vì sao, ta đoán. Yến Tam Hợp. Đường Lão ra này chắc chắn có vấn đề gì đó. Muốn làm khó khách một chút. Vấn đề này rất khó, phải tốn chút thời gian để giải, giải ra rồi thì duyên phận tự nhiên sẽ tới. Kiều lão ra, ta nói có đúng không? Lão Kiều há miệng, nửa ngày cũng không lên tiếng. Xem ra ta đoán đúng rồi. Yến tam hợp nhìn tạ chi phi. Một ngày một lượng, năm ngày năm lượng, nửa tháng là mười lăm lượng. Khó trách nhóc ăn mày nói đây là việc làm ăn lâu dài, đúng là một vốn vạn lời mà. Lão Kiều lấy lại tinh thần không cam lòng, lại hỏi. Tiểu cô nương, ngươi đoán thử xem là vấn đề gì đi. Không đoán, yến tam hợp quả quyết từ chối. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất lấp, duyên phận này mấy người chúng ta có được chắc rồi. Tiếng nói vừa dứt, mấy người Chu Thanh vốn đang cúi đầu, đột nhiên thấy lòng tin và dũng khí chợt dâng lên vạn trượng, đúng vậy, có yến cô nương ở đây, người chết còn không sợ, còn sợ gì người sống. Lý bất ngôn thậm chí còn hát lên một tiếng cảnh đẹp Tây Hồ, trời tháng ba ơi. Mưa xuân như rượu, liễu như khói. Có duyên ngàn ngắm đến gặp gỡ. Vô duyên đối diện khó nắm tay. Mười năm tu được cùng một thuyền. Trăm năm tu đắc cùng kề gối. Nếu là ngàn năm có tạo hóa. Đầu bạc một lòng ở ngay đây. La 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 la, la 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 la. Ngoại trừ yến tam hợp, tất cả mọi người đều bị tiếng ca này làm kinh sợ. Hoàng kỳ. Cũng hay đó chứ. Chu Thanh, rất ứng cảnh. Tiểu bùi ra, chuyện gì đây, bài hát này hát vào lòng ta rồi. Tả chi phi, không phải lại là nương nàng dậy đó chứ. Kiều lão đầu, khách đi thuyền này, ai nấy đều không phải người tầm thường. Xuống thuyền chưa qua bao lâu thì bao nhiêu lòng tin khí thế cũng bốc hơi hết. Trước mắt xuất hiện ba con đường lên núi. Một đường bằng phẳng rộng rãi, vừa nhìn đã biết rất nhiều người từng đi. Một con đường hoang rộng mấy tấc ngẩng đầu nhìn lên chẳng thấy được gì còn một đường cây cối rậm rạp đi vào bên trong vài bước chỉ cảm thấy lạnh lẽo âm trầm tiểu bùi ra thầm mắng một tiếng chết tiệt hai chấm vấn đề nương nó này đã bắt đầu rồi sao tạ chi phi nói đi chọn cái nào lý bất ngôn tránh xa một chút đừng hỏi ta ta không có đầu óc đó chu thanh lui ra phía sau ta chỉ biết đánh đánh giết giết hoàng kỳ gãi đầu cha nương ta đều không biết chữ. Mọi người đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp, ta cũng không biết. Tiểu bùi ra trừng mắt, thu quạt lại, ôm quyền nói với mọi người. Tài hà cáo từ. Quay đầu đi được vài bước, hắn đã quay lại, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, cười đê tiện. Không có gì, ta tin ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thấy tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, tiểu bùi ra thu nụ cười lại nhìn cái gì mà nhìn, giảm bớt không khí căng thẳng, có hiểu không hả? Mọi người, Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn trao đổi ánh mắt. Người này bệnh sắp chết rồi. Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, cô ngước mắt lên hỏi. Ba con đường này, nếu chắc chắn phải tìm một từ để hình dung. Cái này quá đơn giản. Tiểu bùi ra há miệng nói. Đường lớn, đường nhỏ, đường ma quỷ quỷ lộ. Mọi người, nói chớ nghe chính xác ghê nơi. Đường lão gia là học trò của đường kỳ lệnh, lại là ẩn sĩ, hắn bày ra ba con đường này, hơn phân nửa là có dụng ý. Đường lớn ý là thuận lợi, đường nhỏ ý là gập gành, đường ma quỷ. Yến Tam hợp thầm nghĩ, trên đời này không có ai hiểu được ý nghĩa của quỷ lộ hơn nàng. Có nghĩa là con đường dẫn đến cái chết. Dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hoàng kỳ sợ tới mức là người đầu tiên tỏ thay đổi. Vậy chúng ta chọn đường lớn đi, mọi người xem trên đó có nhiều dấu chân kìa. Chu Thanh nhíu mày lắc đầu. Người không gặp được đường lão ra, cũng rất nhiều. Lý bất ngôn cúi đầu nhìn đường nhỏ. Hay đi đường nhỏ đi, khó đúng là khó thiệt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất mạng, ý của tiểu bùi gia và tam gia là gì? Mặt tiểu bùi gia trắng bệch, không có thời gian nói chuyện. Hắn âm thầm nhiệt liệt ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời của đường lão gia. Tạ Chi Phi hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy lời của tên phá đám nghe rất thuận tai. Ta cũng chọn đường nhỏ. Yến Tam hợp. Vì sao? Tạ Chi Phi hỏi ngược lại. Đường lão ra là người đọc sách, người đọc sách không phải đều chú trọng đạo trung dung sao? Yến Tam hợp. Ta không đồng ý. Tạ Chi Phi. Vì sao? Ma quỷ không đáng sợ, con người tài mới đáng sợ, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, cho nên ta chọn đường ma quỷ. Yến Tam Hợp ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt tả chi phi, nhẹ giọng nói, tìm đường sống trong chỗ chết. chương 319, Cao Thủ. Làm con đường cho người đi, gặp quỷ đạp đường quỷ. Yến Tam Hợp chọn quỷ lộ này, không nhìn thấy quỷ mà toàn thấy các phần mộ, rất giống với mộ phần Nico sau núi Am Thủy Nguyệt. Cũng không biết là do bên cạnh của một bà đồng tỏa chấn, hay là có kinh nghiệm. Mở quan tài nghiệm tử thi. Nhiều lần mà ngay cả chủ tớ tiểu bùi ra hai người cũng cảm thấy, là một đống mộ da già quỷ lộ, nương nó, đường lão ra đang khinh thường ai đó. Đi được một nửa, cây cối hai bên đột nhiên thưa thất rất nhiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, cảm giác quỷ khí dày đặc lập tức biến mất. Tiểu bùi ra biểu đạt sự bất mãn. Chỉ thế thôi sao? Hoàng kỳ đuổi theo. Không nên lừa gạt người khác như vậy chớ. Tả chi phi quay đầu nhìn tiểu bùi ra một cái, tiểu bùi ra ngượng ngùng. Ngũ thập, ngươi không cảm thấy con đường quỷ này làm hơi qua loa sao? Đúng vậy. Hoàng kỳ tiếp tục đuổi theo. Chẳng đụng phải bóng ma nào cả. Tạ ngũ thập, hai người bọn họ đánh giấm kiểu gì vậy? Mắng thì mắng, tam gia nghe họ nói thì cũng không yên lòng. Yến tam hợp, bây giờ là tình huống gì? Yến tam hợp vừa định trả lời, Chu thanh đi xung phong đã đột nhiên ngừng lại. Tiểu bùi ra vèo một cái lui về phía sau Yến tam hợp, Hoàng Kỳ vèo một cái lui về phía sau tiểu bùi ra, tốc độ vừa nhanh vừa nhất trí. Tạ ngũ thập nhìn hai người này, thấy chán nản không chịu được. Chu Thanh, làm sao vậy? Chu Thanh tránh sang một bên. Tam gia, Yến cô nương, các người xem. Cuối đường, có một người đang đứng chắp tay sau lưng, người nọ trên dưới 40 tuổi, mặc một bộ áo bảo sám, người rất gầy, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Tiểu bùi ra thò đầu ra từ phía sau Yến tam hợp, hắn hắn là người hay quỷ yến tam hợp chỉ cái bóng trên mặt đất thì ra là người à tiểu bùi gia lập tức trở nên uy phong đi đi qua hỏi đường yến tam hợp gật gật đầu tạ chi phi hơi ghét bỏ nhíu mày nhìn muội muội hắn đi vẻ mặt bình tĩnh không vội vàng không nóng này có khi phách thái sơn sụp đổ phía trước mà sắc không thay đổi lại nhìn bùi minh đình nhìn thì ra dáng người đó ăn mặc cũng đẹp thế mà chỉ là một tên hèn chẳng xứng ông xứng tiểu bùi gia căn bản không biết hình tượng của mình trong lòng vị huynh đệ tốt này lúc thì là một em dễ tốt lúc đã thành hèn kém rất vô tư ghé vào lỗ tai tạ chi phi hỏi một câu trên đường đi biểu hiện của ta cũng được chứ tạ ngũ thập dấu sự khinh thường đi trả lời hắn ừ trời đất rộng lớn rất có triển vọng tiểu bùi gia không bao lâu sáu người đã đi tới trước mặt người nọ Chu Thanh ôm quyền hành lễ. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Người áo xám lạnh lùng nói. Chúc mừng sáu vị, qua cửa thứ nhất. Như thế là quá rồi. Sáu người mắt to chừng mắt nhỏ, đều cảm thấy không thể tin được. Người áo xám lui về phía sau một bước, rút ra một thanh nguyễn kiếm bên hông ra. Cửa tiếp theo, là ta. Là muốn đánh nhau. Lý bất ngôn thấy vui như nở hoa, thầm nghĩ ba thứ như đánh nhau nàng rất thích đang lo đã lâu không có động thủ, xương cốt cả người ngứa ngáy đây. Để ta. Người áo xám nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngươi có thể đánh ư. Lý bất môn cũng rút nguyễn kiếm bên hông ra, cười một tiếng. Chắc chắn có thể. Người áo xám. Ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể đánh. Lý bất môn không phục. Sao, xem thường nữ tử à. Người áo xám tiếp tục hỏi. Còn có ai có thể đánh. Ta có thể đánh. Chu Thanh tiến lên một bước, ưỡn ngực. Người áo xám cũng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngoài trừ ngươi, còn có ai nữa? Ý ngươi là sao? Thì ra đánh nhau còn muốn chọn một người đẹp nữa à? Hoàng Kỳ đẩy Chu Thanh ra sau. Bớt nói nhảm đi, ta đánh với ngươi. Người áo xám vẫn đánh giá Hoàng Kỳ từ trên xuống dưới. Trong ba người còn lại, còn có ai có thể đánh? Sáu người, người này bị gì thế? Người áo xám cười gần một tiếng ta đếm tới ba, một, hai, ta có thể tiếp mấy chiêu. Dưới áp lực bức bách, tạ chi phi đành phải mở miệng. Hai người bọn họ một người vai không thể gánh nặng, một người chân không thể nhấc rổ. Tiểu bùi ra vội nhìn tạ chi phi, điên rồi sao, lỡ như hắn tìm ngươi thì sao? Tạ chi phi không đáp lại, giả vờ cười một tiếng. Vị đại ca này, có cần ta chơi với ngươi mấy chiêu không? Người áo xám lại lui về phía sau vài bước, dùng kiếm vạch một đường. Không cần, bốn người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sáu người không khỏi đánh giá người áo xám này lần nữa. Thân hình bình thường, kiếm trên tay bình thường, chiêu thức vừa rồi cũng bình thường. Chỉ một người bình thường như vậy, sao có can đảm dám một trọi bốn? Lý Bất Ngôn và Chu Thanh có công phu tốt nhất im lặng liếc nhau, hai người âm thầm đề phòng. Bởi vì cái gọi là văn không đệ nhất, võ không đệ nhị sao? Người này nếu dám nói Một trọi bốn Thì chắc chắn sẽ có thực lực tương xứng Nói cách khác Người bình thường đến không thể bình thường hơn trước mắt này Có lẽ là một cao thủ ẩn thế Sao y nói mấy người văn nhân thì thường khiêm tốn nên không chịu nhật đứng nhất Còn mấy người học võ háo thắng Lúc nào cũng muốn thắng muốn về nhất Hai người các ngươi Người áo xám quay đầu nhìn Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu Thấy cái bàn thấp dưới tàng cây kia không Mọi người nhìn quá dưới tảng cây quả nhiên có một cái bàn thấp, trên bàn một tờ giấy, một cây bút, một nghiên mực. Tờ giấy đó có một ngàn ô vuông, có thể viết một ngàn chữ, hai người chọn một chữ viết đẹp lấp đầy ô vuông. Người áo xám giống như một con chó chăn cừu, nhìn sáu con cừu nhỏ xôi xẻo đáng thương. Khi nào lấp đầy, thì ta sẽ thu kiếm. Bùi tiếu. Lấp đầy là được sao? Người áo xám cho bùi tiếu một cái biểu cảm. Người có phải ngốc hay không? Chấm. Yến Tam hợp hỏi dồn, có tiêu chuẩn gì? Người áo xám. Tiêu chuẩn là có lọt vào mắt đường lão ra không, không đạt được tiêu chuẩn đó thì khỏi cần xông vào cửa thứ ba nữa, cút đi. Trực giác Yến Tam hợp không tốt lắm. Đánh nhau có đả thương người không? Người áo xám cười gần. Đau thương không có mắt, sống chết do trời định. Yến Tam hợp đổ mồ hôi lạnh. Đường lão ra là học trò của đường kỳ lệnh, sư huynh của đường chi vị một nét bút thế xấu kim của đường chi vị đã khiến người ta tán thưởng không thôi, tiêu chuẩn của đường lão gia này hắn là không thấp. Theo lý thuyết, một nét chữ của nàng đủ tốt, dư giả lọt vào mắt đường lão gia, thế nhưng lại cứ bố trí cho bên này viết bên kia liều mạng sống chết. Trong những người liều mạng, có tỉ muội tốt nhất của nàng, có người nàng thầm thương, còn có bằng hữu vào sinh ra tử cùng nàng. Đừng nói ai bị thương, tàn phế, ai chết, cho dù chỉ là một tiếng hét hay thở dài cũng khiến lòng nàng rối bời rồi. Mà lúc viết chữ kiêm kỵ nhất, đó là tâm thần rối loạn. Tạ Chi Phi hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, ôm quyền. Vị huynh đệ này, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ, chúng ta có thể thương lượng đổi người khác không? Người khác? Người áo xám chỉ vào con đường phía sau bọn họ, y muốn nói rằng hoặc là vượt ải, hoặc là cút. Ai ra, rõ ràng là muốn ép người vào đường cùng đây mà. Yến tam hợp. Chúng ta có thể thương lượng một chút không? Thời gian nửa chén trà. Người áo xám nói xong, ven áo lên, ngồi xuống, cả người giống như lão tăng nhập định. Chu Thanh nhìn động tác này của hắn, tim đập thình thịch. Khó trách vừa dối hắn chẳng nghe được hô hấp của người quanh đây, hóa ra hô hấp của người này đã dung hòa với trời đất. Là một cao thủ tuyệt thế chân chính. mươi 320, vượt ải. Tam gia, Yến cô nương, công phu của người nọ sâu không lường được, là một cao thủ chân chính. Một câu nói của Chu Thanh, khiến cho sự thương lượng đều biến thành dư thừa. Muốn toàn bộ phải rời khỏi nơi này, chỉ có một con đường có thể đi. Đó là cút. Nhưng cứ như vậy trở về thì ai cam tâm? Ta mạnh miệng nói sớm rồi. Yến Tam hợp rũ hai mắt xuống. Một hàng sáu người, ba cao thủ tập võ, hai người thông minh, một người mặc dù không quá thông minh, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn có thể phát huy công dụng cô vốn nghĩ sáu người bọn họ đến nhà chu giã còn từng xông vào sao có thể sợ một đường kiến khê ẩn cư được chứ nào ngờ đường kiến khê lại là nhân vật còn khó chơi hơn chu giã mô thư niên hắn ẩn thế lánh đời nghĩa là đã không còn muốn gì nữa rồi sao vẫn làm đến mức này là bởi vì hắn từng là học trò của đường kỳ lệnh sao chu thanh tạ chi phi cười hờ hững ngươi có thể chống đã được bao lâu dưới tay người này? Chu Thanh. Không biết, chưa từng giao thủ, nhưng thời gian một chén trà thì vẫn có thể chống đỡ được. Tả Chi Phi. Lý Đại Hiệp thì sao? Lý Bất Ngôn. Chu Thanh có thể chống đỡ một chén trà, Đại Hiệp đây cũng có thể. Hoàng Kỳ không đợi Tam gia hỏi, chủ động đáp. Ta cũng có thể, Tam gia có thể tiếp được hơn 10 chiêu. Tả Chi Phi vươn chân, nhẹ nhàng chạm vào mũi giày Yến Tam Hợp chúng ta sẽ dùng sa luân chiến, bên ngươi dùng cách gì? yến tam hợp ngẩng đầu nhìn hắn, chúng ta dùng sa luân chiến, đây là kế sách chúng ta dự định dùng. bên kia ngươi dùng cách gì? đây là vấn đề ngươi nên suy nghĩ. suy nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ làm, đừng sợ hãi nghĩ cái này nghĩ cái kia. hắn đưa tay xoa đầu yến tam hợp, làm như bất mãn vỗ vài cái. chúng ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? sợ các ngươi bị thương đổ máu, mất mạng. Sợ định lực của mình không đủ. Sợ tốn công tốn sức, đến cuối cùng thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Người có vướng bận, thì có nhược điểm, nhược điểm bị người khác nắm chặt. Yến Tam hợp cao mày không nói lời nào. Tam gia vẫn cười, vị bà đồng này, người có được không thế? Chật, không phải ta trên nam tử. Lý bất ngôn đưa tay vỗ lên vai Yến Tam hợp vài cái, phối hợp với Tam gia nói. Nói không được, chỉ có nam tử các ngươi Chu Thanh Hà. Tụi chung nó hay dùng từ bu sinh, không được, để nói mấy thằng bất lực, không có cứng nổi ấy, nên có câu cửa miệng của mấy thằng. Đàn ông không thể nói không được, đóng mọt đơn. Chán Chu Thanh giật giật, chậm rãi nói, các người nữ tử nói được, thì được cho ta xem đi. Hoàng kỳ trợn trắng mắt. Yến cô nương, người cho họ chu kia xem đi, kẻo hắn lại đắc ý. Người chết cũng chưa từng sợ, quỷ cũng chưa từng sợ, còn sợ đứa cháu kia à tiểu bùi ra chỉ cần không gặp quỷ, thì ngữ khí cực kỳ mạnh bảo, hừ một tiếng. Không phải cũng có hai con mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng sao, cũng đâu thấy ba đầu sáu tay. Đúng vậy, không có ba đầu sáu tay, trên đầu cũng chỉ có một cái đầu, là một người bình thường. Không phải ai cũng có điểm yếu sao? Nhược điểm của ta là mấy người bọn họ, người áo xám thì sao? Đường lão ra phía sau ngươi thì sao? Yến Tam hợp lướt nhìn từng khuôn mặt, dần bình tĩnh lại. Người vừa bình tĩnh, thì bắt đầu suy nghĩ, cô cẩn thận cân nhắc một hồi. Chuyện đề cử, tiểu túc bảo đáng gờm. Ta có ba ý tưởng, mấy người các ngươi đánh nhau nghe thử xem. Sweet. Tạ Chi Phi đưa một ngón tay đặt bên môi, căng thẳng nói. Cái này tương đương với kế hoạch tác chiến của chúng ta, người nói nhỏ một chút. Thần thái này, ngữ điệu này quả thực không hề giống với dáng vẻ bình thường của Tam gia, mà giống tiểu bùi gia, hơi thiếu đòn lại không đành lòng đánh. Yến Tam Hợp nhìn hắn thật lâu. Lát nữa ba người các ngươi dùng xa luân chiến, đánh mệt thì chạy, đánh không lại cũng chạy, một người nối một người, làm cho hắn hao sức. Ba người. Tạ Chi Phi nhớ mày. Còn ta thì sao? Hoàng Kỳ đang nghe hang say. Tam gia, đừng quấy giày, nghe Yến cô nương nói. Tạ Chi Phi, hắn quấy giày. Lý Bất Ngôn lên đầu trận. Yến Tam Hợp, cao thủ trên đời đều có một bệnh chung gọi là không coi ai ra gì nhất là coi thường nữ nhân lý bất ngôn cười xấu xa vậy bà cô đây sẽ ra oai phủ đầu với hắn yến tam hợp gật đầu không riêng gì ra oai phủ đầu ngươi còn thử thăm dò công phu của hắn nghĩ cách ra tín hiệu cho chu thanh chu thanh vừa nghe lời này đã biết hắn là người thứ hai khai chiến chu thanh ngươi phải dùng bản lĩnh lớn nhất khiến cho người nọ thấy ngạc nhiên với thân thủ của ngươi hơn nữa người cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Yến Tam hợp hít một hơi. Lý bất ngôn đánh bất ngờ, người làm kinh hái, ta nghĩ thầm hắn ít nhiều sẽ hơi dao động. Chu Thanh mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Vâng, Hoàng Kỳ thì đừng quan tâm nhiều, cứ đánh bình thường là được, đừng chú ý võ đức quá, cứ chơi xấu cũng được. Hoàng Kỳ không chút khiêm tốn vỗ vỗ ngực. Yến cô nương yên tâm, ta sẽ chơi xấu, ta thì sao? Tạ Chi Phi bị ăn cục bơ bên cạnh tiếp tục hỏi. "Tam gia sao?" Yến Tam Hợp lạnh lùng, "Làm tốt Tam gia là được." Đây là lời gì, chẳng lẽ ta? Tạ Chi Phi nói được một nửa, bỗng nhiên ngộ ra dụng ý của Yến Tam Hợp. Bốn người biết võ công, ba người thay phiên nhau, còn có một người lười biếng ở bên cạnh chỉ nhìn không động thủ, trong lòng người áo xám sẽ nghĩ như thế nào? Hắn chắc chắn sẽ nghĩ, tên nhóc này thật sự chỉ có thể tiếp mấy chiêu đây hay là một cao nhân thâm tàng bất lộ đây. Nếu hắn suy nghĩ, tâm sẽ loạn, như thế sẽ không được tập trung. Chiêu này gọi là gì? Gọi là phô trương thanh thế, cũng gọi là tương kế tựu kế, lấy gậy ông đập lưng ông. Người áo xám dùng công tâm kế đối phó chúng ta, chúng ta cũng dùng công tâm kế, làm hắn phân tâm. Tuyệt vời. Đôi mắt Tạ Chi Phi cong xuống, lấy quạt của tiểu Bùi ra, bật ra Tam gia không chỉ có thể làm tốt Tam gia, còn có thể làm chút việc khác. Yến Tam hợp thấy được sự gian xảo trong mắt hắn. Cứ thoải mái mà làm. Họ đều có việc phải làm, còn ta thì sao? Tiểu Bùi gia sốt ruột. Không có chuyện gì của ta sao? Yến Tam hợp. Bùi Minh Đình, ngươi học thuộc kinh kim cang không? Ngạo khí trên mặt Tiểu Bùi gia quả thực muốn sông lên trời. Không cần nói, ta thuộc lầu lầu. Đang cần những lời này của ngươi đó lát nữa ngươi ngồi cạnh ra, giọng nói trầm thấp một chút, đọc từ từ bên cạnh ta. Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng tiểu bùi ra vẫn hỏi một câu. Ngươi định viết kinh Phật, đúng vậy. Kinh Phật có thể khiến người tĩnh tâm nhất. Phần kinh Phật của tĩnh trần rơi vào tay nàng, chính là kinh kim cang, lúc nàng dưỡng thương đã từng chép rất nhiều lần, mỗi một chữ một nét đều nhớ nằm lòng. Giọng của tiểu bùi ra trầm thấp xuống, có tác dụng mê hoặc nếu nàng hoàn toàn tập trung thì sẽ không nghe thấy những âm thanh khác. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Đến mà không lên là vô lễ. Đường lão ra, một ngàn chữ này coi như là quà gặp mặt ta tặng cho ngươi, hy vọng sau khi ngươi nhận lấy, trong lòng sẽ không dao động. Tiểu bùi ra vừa nghe mình có thể ghé vào bên tai Yến Tam Hợp, máu cả người chảy thẳng lên đỉnh đầu. Bà nội nó, đi, chúng ta vượt ải nào. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn